Năm nỗi bất hạnh xé lòng khi về già. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, cuộc đời mỗi người khó tránh khỏi những điều bất hạnh. Có lẽ vì thế mà triết lý Phật giáo cho rằng đời là bể khổ. Nhưng có những bất hạnh vốn là quy luật của tự nhiên, đến vì nó phải đến và chúng ta buộc phải chấp nhận. Nhưng cũng có những nỗi bất hạnh mà tự thân mỗi người có thể thay đổi được nếu nhận ra sớm hơn. Khi còn trẻ, chúng ta có thể hối tiếc và làm lại bất cứ lúc nào. Đến khi già thì đã không còn thời gian để thay đổi nữa rồi. Và sau đây là năm nỗi tủi nhục bất hạnh lớn nhất khi về già. Nếu nhận ra sớm hơn, cuộc sống tuổi già của chúng ta sẽ khác. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, có nhà cao cửa rộng nhưng lại thiếu đi tổ ấm. Gần 20 năm về trước, khi đó ông Hùng và vợ là một công chức bình thường. Thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng chi tiêu khéo mới đủ, còn không sẽ thiếu trước hụt sau. Không cam chịu cảnh sống khó khăn, ông bàn với vợ sẽ bỏ việc ra ngoài đi buôn. Vợ không muốn, nhưng ông vẫn quyết, nên cũng không cản được. Vợ chồng ông Hùng bán ngôi nhà bố mẹ cho, lấy vốn vào Nam lập nghiệp. Khó khăn chồng chất những khó khăn, lại xa nhà, con cái nheo nhóc, nên vợ ở nhà kinh doanh nhỏ. Còn ông, sau bao lần chìm nổi, đã tìm đường xuất khẩu lao động để mong đổi đời. Sang đất khách quê người, kiếm được đồng tiền cũng vô vàn khó khăn. Nhưng nó cũng khiến ông say mê, vì số tiền một tháng kiếm được có khi bằng cả năm làm lụng ở Việt Nam trước đây. Làm được tiền, ông gửi về cho vợ, mua nhà, nuôi con và trang trải cuộc sống, giúp đỡ bên nội, bên ngoại. 20 cái Tết qua đi, ông mới chỉ về nước đúng một lần, còn lại chủ yếu nói chuyện với vợ con qua những tin nhắn điện thoại hay những cuộc gọi video. Ông cứ yên tâm rằng, mọi chuyện ở nhà đã có vợ lo chu toàn mọi thứ, mà quên mất rằng gia đình thiếu đi hơi ấm đàn ông sẽ lạnh lẽo như thế nào. Ngay cả bản thân ông cũng vậy. Gần 20 năm nơi xứ người, dù thương vợ, yêu con, thì cũng có những lúc tặc lưỡi để qua lại với một vài người đàn bà khác. Dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc cuộc tình chớp nhoáng thoáng qua, để quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Đến Tết vừa qua, khi trở về, ông Hùng lại thấy lòng mình chùng lại, có chút tiếc nuối, ngại ngùng và cả ân hận vì quãng thời gian ấy ông đã đặt nặng vấn đề kinh tế mà quên bồi đắp tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình. Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, được trở về và sống trong căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng sao ông không cảm nhận được không khí ấm áp, hạnh phúc như cái thời còn nghèo khó? Gần 20 năm xa gia đình, đi từ lúc con còn bi bô tập nói, giờ con cái đã khôn lớn, trưởng thành. Nhưng vì không gần con từ nhỏ, nên giờ đây tình cảm bố con vẫn có cái gì đó xa cách, có một khoảng cách vô hình, khó có thể lấp đầy. Quý vị thân mến, gia đình chắc chắn là một điều tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi bạn dành toàn tâm, toàn lực cho nó. Và tất nhiên, mong muốn đem lại sự sung túc, no đủ cho mái ấm của mình là một điều vô cùng đúng đắn. Bạn muốn vợ con có thể mua những bộ quần áo mà cô ấy thích, muốn những đứa trẻ không thua thiệt
bất cứ đứa bạn nào cùng trang lứa. Bạn mong muốn đáp lại công giáo dưỡng của đấng sinh thành. Để làm được điều đó, tiền thật sự rất quan trọng. Nó gần như là đáp ứng được mọi thứ về vật chất. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng phải có nhà cao, cửa rộng, vật chất đủ đầy mới là hạnh phúc. Chính vì thế, tuổi trẻ chúng ta lao vào kiếm tiền, đánh đổi thời gian, công sức và đôi khi là cả sự quan tâm dành cho chính gia đình của mình. Những bữa cơm gia đình quây quần trở nên thưa thớt, tuổi thơ của con cái vắng bóng cha mẹ. Vợ chồng bắt đầu, mỗi người một lối sống sinh hoạt riêng, không quan tâm đến bên kia. Bố mẹ rời xa con cái, những đứa trẻ bắt đầu có những thói quen và suy nghĩ riêng. Rồi điều gì sẽ xảy ra khi có được vật chất đủ đầy như chúng ta mong muốn? Thì tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, con cái bướng bỉnh, thậm chí là phát triển lệch lạc, không có định hướng. Thế mới có cảnh nhiều người khi về già, dù quyền cao chức trọng, nhà cửa xe cộ không thiếu, nhưng lại thiếu đi hơi ấm gia đình, vợ con đã không còn bên cạnh họ nữa. Tuổi già trở nên cô đơn, hiu quạnh. Suy cho cùng, hạnh phúc thật sự không phải là nhiều tiền, mà là có người cùng mình tiêu số tiền đó. Dù không nhiều, cũng cảm thấy đủ đầy. Đừng vì điều này mà đánh mất gia đình hạnh phúc vốn thuộc về mình. Thứ hai, có tất cả những gì ngày xưa mong muốn, nhưng lại không có người xưa. Sau đây là tâm sự của một người đàn ông thành đạt, nhưng mang nỗi ân hận vì bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp. Chúng tôi yêu nhau từ năm cấp 3. Cô ấy là người con gái xinh đẹp, nhân từ, nấu ăn rất ngon và biết cách quan tâm, chia sẻ với người khác. Bên cô ấy, tôi luôn có cảm giác bình yên nhất. Chúng tôi bên nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, hết cả thời sinh viên, kể cả trong lúc khó khăn nhất. Cô ấy hãnh diện giới thiệu tôi với họ hàng, bạn bè như là một người chồng tương lai. Chúng tôi cũng đã dọn về ở với nhau, cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, chỉ đợi một tương lai cho hai đứa. Nhưng mọi thứ thay đổi cho đến lúc chúng tôi ra trường. Cả hai gia đình đều không khá giả gì, lại ít mối quan hệ. Tự lập vốn dĩ thực sự khó khăn và nhiều thử thách. Cô ấy xin được công việc kế toán ở một công ty nhỏ về sách, còn tôi thì làm nhân viên kinh doanh. Cuộc sống khó khăn nên rất bế tắc. Cô ấy động viên tôi, lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ, quan tâm cả họ hàng, gia đình tôi. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy hai đứa có khoảng cách về cách nhìn cuộc sống. Cô ấy thích sự êm đềm, chỉ mong hai người ổn định rồi cưới nhau. Còn tôi tham vọng, muốn cuộc sống phải thật nhiều tiền, muốn được mọi người công nhận, dùng tiền mua tự do. Gần một năm làm nhân viên kinh doanh, tôi tích góp tiền vay mượn bạn bè để lao vào kinh doanh riêng. Mọi thứ phải nói là rất thuận lợi. Tôi có những cộng sự tốt, nắm bắt được thị trường nên kinh doanh rất tốt. Nhưng càng làm càng tham, chẳng rút ra được. Tôi đi công tác triền miên, cô ấy vẫn đợi ở nhà, vẫn gọi điện nói những câu yêu thương. Nhưng thế giới của hai chúng tôi đã khác. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như là đi trên dây. Một bên là gia đình tương lai yên bình, có một người vợ yêu thương mình xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Một bên là vùng trời để thỏa sức bay, sống đúng với con người mình.
chúng tôi bắt đầu có những tranh cãi. Cô ấy muốn tôi có một công việc bình thường, an bình, bên cạnh là được. Còn công việc của tôi là đầy rẫy, bon chen. Cô ấy đã khóc rất nhiều, bởi trước đây, ước mơ của chúng tôi vốn không như thế. Lúc ấy, tôi ngu ngốc đã nghĩ là bây giờ cưới cô ấy, có con, tất cả đều là gánh nặng. Kinh doanh thì tiền kiếm nhiều, nhưng có thể mất tất cả bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ rút ra, thực sự là đáng tiếc, và ngốn rất nhiều tiền và mối quan hệ. Cho nên tôi quyết định chia tay. Đến khi trưởng thành và chín chắn hơn, tôi quyết định dừng lại, ổn định ở Hà Nội phát triển sự nghiệp. Sau này, tôi mở một công ty bất động sản và công ty xây dựng. Dựa vào những mối quan hệ trước đây, 2 năm, công ty phát triển rất nhanh. Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, trong mắt mọi người, tôi là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Những năm qua, tiền tôi kiếm rất nhiều, nhà cửa, xe hơi, đàn bà đẹp đều có, nhưng lại chẳng tìm được cảm giác nào chân thật, yên bình như trước đây. Hóa ra, có những lúc, người đàn ông có mọi thứ mà người khác ước mơ, nhưng lại ước mơ được ở bên một người phụ nữ đầu ấp tay gối, vượt qua sóng gió của tuổi trẻ. Tiền bạc cho ta nhiều thứ, nhưng lại lấy đi của ta một số thứ để khiến cuộc đời không bao giờ trọn vẹn được. Thưa quý vị, khi còn trẻ, chúng ta mãi miết chạy theo nhiều thứ, giằng co lựa chọn giữa đam mê, sự nghiệp và tình yêu. Và mãi tới sau này, khi trưởng thành, rồi già đi, ngoảnh lại mới thấy mình đã bỏ lỡ người con gái yêu thương nhất. Có những lúc, chúng ta từng nghĩ từ bỏ mối tình ấy rồi sau này sẽ có một ai khác đến để thay thế, làm cho ta hạnh phúc. Nhưng rồi, trải qua bao thăng trầm, tới lúc già đi rồi, chúng ta mới biết tình yêu đích thực rất khó tìm. Có thể yêu một người là việc chẳng khó, nhưng để nuôi cho mầm yêu phát triển thì lại chẳng dễ dàng chút nào, nhất là khi chúng ta đã có một vị trí vững chắc, thì tình yêu lúc này không còn chỉ biết yêu thôi. Tình yêu đi liền với địa vị, với vật chất, với môn đăng hộ đối, với bao thứ, nhiều lúc thấy phi lý trên cuộc đời này. Rốt cuộc, thì mục tiêu cao nhất trong cuộc đời của mỗi người là được hạnh phúc bên những người yêu thương. Và như thế, làm ra nhiều tiền, theo đuổi sự nghiệp, sẽ có nghĩa lý gì nếu ta từ bỏ tình yêu? Nhưng nếu tình yêu lúc đó chỉ biết cùng nhau chịu khổ, ăn bát cơm chan nước mắm mãi, thử hỏi mấy ai chịu được lâu bền? Cuộc sống luôn là như vậy đấy. Lúc có tình yêu thì không có sự nghiệp. Lúc trưởng thành thì người phụ nữ mình yêu thương nhất đã mặc áo cưới sánh vai bên người khác. Cuộc đời ép chúng ta phải đưa ra quyết định khó khăn như thế. Nhưng chẳng bao giờ có giá như để ta quay về thời điểm bắt đầu. Tất cả chỉ còn là tiếc nuối. Thứ ba, có cả gia sản nhưng lại không có sức khỏe. Khi còn giàu có và còn khỏe mạnh, chúng ta còn gọi tiền tài của mình 2 tiếng tài sản thật sang trọng. Nhưng khi còn giàu có mà đánh mất sức khỏe, tiền tài của chúng ta cũng chỉ gớm gọn trong 2 chữ di sản, nhúm màu đau thương. Đến khi về già, nhìn lại cả một hành trình, có bao giờ bạn tự hỏi là mục đích sau cùng của tất cả những đánh đổi là gì? Là tiền bạc hay công danh hay thăng tiến sự nghiệp? Và cuối cùng,
chúng ta sẽ nhận lại được những gì cho cuộc sống của chúng ta? Những giá trị này liệu có đáng để chúng ta đánh đổi sức khỏe, thời gian, cuộc sống của chúng ta hay không? Những giá trị mà chúng ta đã mang ra đánh đổi đều là những thứ không thể lấy lại được. Liệu giờ đây khi đã già, bệnh tật ập tới, chúng ta có cảm thấy hối tiếc khi nhìn lại không? Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường tự tin vào sức khỏe của mình lắm. Chúng ta cậy rằng sức chịu đựng của chúng ta cho phép chúng ta làm như vậy. Đúng là như vậy đấy. Nhưng khi hơi thở đã hóa thinh không, thì chúng ta đâu còn cảm nhận được gì nữa. Khi qua thế giới bên kia, chúng ta đâu có thể mang theo tiền tài, công danh, sự nghiệp gì đâu. Có khi chúng ta còn vô tình để lại gánh nặng tinh thần khổ đau cho những người ở lại nữa. Với những người đã từng trải qua giai đoạn bán sức bán mạng để đổi lấy vật chất, rồi về già ốm đau bệnh tật đầy mình, chính là những người hiểu rõ hơn ai hết về kết quả được mất của sự trao đổi này. Cho nên bản thân mỗi chúng ta cần phải sáng suốt và biết được đâu là giới hạn của cơ thể mình. Đừng để mọi thứ nó đi đến chữ quá nhé. Một con người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Chỉ có duy nhất sức khỏe mới có thể chứng minh được điều đó. Không có sức khỏe, tiền cũng chẳng ý nghĩa gì. Sức khỏe là cách mạng của tiền tài. Không cần biết có tiền hay không có tiền, đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khỏe bản thân trước. Có sức khỏe rồi thì mới ăn ngon, ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống. Thứ tư, tỷ phú thời gian nhưng không có tri kỷ. Tình tri kỷ là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, khi vượt trên tình bạn và cũng không cần tính đến cái giới hạn của tình yêu. Bởi giữa tri kỷ với nhau, một cái ôm chân thành, hai bàn tay siết chặt, chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương. Thế nhưng, tri kỷ là một người mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được trong đời. Bởi trong cuộc sống, tìm được người mình thương yêu, tâm đầu ý hợp đã khó. Tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn gấp nghìn lần. Với tuổi già, có những nỗi lòng sâu kín, những lo lắng, những suy tư, trăn trở, chẳng thể nói cùng ai, thì tri kỷ chính là nơi để ta trút bầu tâm sự. Nếu như bạn đang có một người tri kỷ như thế, hẳn là bạn rất may mắn trong đời. Nhưng thực tế, có những người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi vật chất, tiền tài, địa vị, đến khi về già lại phải gặm nhấm sự cô đơn, buồn tủi vì chẳng hề có được tri kỷ cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cuộc đời. Thứ năm, đời sáng láng nhưng chuộng tà đạo dục vọng. Ông Huy ở Hà Nội cố kìm nén nỗi đau, kể lại câu chuyện của vợ mình. Bà là một công chức về hưu, có hiểu biết, sống hiền lành, đức độ. Vậy mà từ khi theo một hội thánh nào đó mà ông cũng không hề biết, vợ ông đã biến thành người hoàn toàn khác. Công việc buông bỏ, thu hẹp mọi mối quan hệ, thậm chí là ôm cả hai đứa cháu nội chưa đầy 10 tuổi đi theo. Trước đây, ông bà có một căn hộ chung cư cho thuê, tháng cũng được chục triệu. Giờ căn hộ đó đã trở thành nơi vợ ông để các đối tượng chấp sự của tà đạo đến giảng đạo. Có ngày lễ, vợ ông đưa cháu đi mấy ngày liền, không cho bọn trẻ học hành.
đứa cháu được ông đón về rất sợ hãi, kể về nơi được bà đưa đến. Ông Huy vô cùng buồn rầu vì cuộc sống về hưu của vợ chồng ông đang thoải mái, vui vẻ, yên ổn, bỗng chốc bị đảo lộn. Ông bối rối vì chẳng biết làm cách nào giúp vợ thoát ra được những suy nghĩ về tà đạo ấy. Thưa quý vị, trong chốn nhân sinh này, thì sai lầm lớn nhất của con người là nhìn nhận thiếu chính xác. Nếu sai lầm là sự việc cụ thể, thì còn có thể sửa chữa được. Nhưng nếu sai lầm xuất phát từ trong tư tưởng tà kiến, thì đó chính là sai lầm lớn nhất của đời người. Rất nhiều người khi về già đã bị lôi kéo vào những tà kiến, tà đạo, rồi rơi vào vòng xoáy u mê không lối thoát, kéo theo cả gia đình lao đao mệt mỏi. Hãy nhớ, thành trì có kiên cố đến đâu thì một ông vua cũng sẽ bị diệt vong bởi tham ái, sức khỏe ước vàng thọ cũng chóng rũ héo bởi nghiện ngập hút sách, và cuối cùng đức phúc có tích dày như núi cũng sẽ lở xuống bởi dục vọng đời người. Quý vị thân mến, tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Dù đã nếm trải mọi cung bậc thăng trầm của cuộc sống, chúng ta cũng chẳng dám nói mình đã hiểu hết mọi lẽ nhân sinh. Nhưng chỉ có hiểu đời, hiểu người và hiểu chính mình thì tuổi già mới sống thanh thản, thoải mái và an vui được. Năm nỗi bất hạnh tuổi nhục khi về già mà chúng tôi chia sẻ hôm nay, hy vọng sẽ là bài học để mỗi chúng ta tìm được con đường đi đúng đắn nhất trong một tuổi già hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.